Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó. các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi. Một lần nữa chúng ta lại sắp sửa kết thúc một tuần rồi các bạn. Rất là nhanh luôn. Và hôm nay đó các bạn đã thấy là thị trường đã xanh trở lại. Chúng ta cũng đã nhìn thấy được là không chỉ riêng chúng ta nói tới thị trường crypto các bạn mà chúng ta nói tới thị trường chứng khoán hôm nay đó cũng đã có sự hồi phục rồi. Các bạn có thể nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đã tăng 1.3%, chỉ số S&P 500 tăng 1.25% và Dow Jones tăng gần như một các bạn pre market bây giờ đây chúng ta vẫn thấy cả ba chỉ số futures đang xanh và xanh nhất đó chính là nasdaq futures các bạn tăng hơn một phần trăm và s&p 500 thì tăng 0.6 dow futures thì không có sự thay đổi nhiều và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó chúng ta nhìn thấy được hôm nay lại giảm xuống một chút nữa các bạn vẫn trong cái phạm vi gọi là ổn định là 74 đô 26 cent cho một thùng dầu còn về vàng đó thì chúng ta đã thấy được là có một cái sự tăng nhẹ ở mức là 2.071 đô cho một ounce vàng về crypto đó thì bitcoin đã trở lại 43.000 đô rồi các bạn Bây giờ là 43.156 và Ether đã trở lại 2.300 đô Hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy được là có nhiều màu đỏ và chủ yếu màu đỏ xuất hiện ở trên thị trường chứng khoán các bạn crypto hôm qua thì giảm một chút khoảng chừng là một hai phần trăm mà thôi nhưng mà thùng đã chia sẻ rất nhiều về tình hình ngày hôm qua những gì mà chủ tịch john Powell đã nói và cảm nghĩ của thuận như thế nào thì nếu như mà chúng ta nói là giá điều chỉnh tại vì một lý do nào đó thì ok các bạn nhưng mà nếu như mà chúng ta nói giá điều chỉnh tại vì chủ tịch john Powell đã nói cái gì khiến cho mọi người lo lắng đó thì thùng cảm thấy không hợp lý tại vì thùng đã chia sẻ với các bạn tối ngày hôm qua trước khi mà đi ngủ đó thì thùng đã chia sẻ là các bạn có thể nhìn thấy một số nhận định là chủ tịch John Powell rất nhiều hâu nhưng mà cảm nhận của thuần đó là Fed rất trung lập và kết quả cuộc họp rất là tốt vẫn là kỳ vọng giảm lãi suất các bạn cái đó không thay đổi chủ tịch John Powell chưa bao giờ nói là điều đó không xảy ra ông vẫn nói là một ngày nào đó sẽ giảm nhưng mà không biết là trong năm nay đó khi nào mới giảm lãi suất chỉ là không phải vào tháng 3 mà thôi nhưng mà mặc dù đó là điều được chia sẻ rất rõ ràng ngày hôm qua không biết tại sao chúng ta vẫn tiếp tục thấy là có một số lượng cũng không hề nhỏ các bạn một số lượng những trader vẫn nghĩ là có khả năng lãi sẽ được giảm vào tháng 3. Từ đây đến tháng 3 đó không có bao nhiêu thời gian hết các bạn, tại vì chúng ta đã biết là chủ tịch chọn Powell đã nói rất là rõ. Ông cũng đã có cái phần tự tin là làm phát đã đi về cái xu hướng cần thiết nhưng mà ông cần thêm dữ liệu để mà tự tin hơn và từ đây đến tháng 3 nó chỉ có hai tháng dữ liệu thôi là không đủ ông nên nói rõ ràng như vậy rồi nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là ngay bây giờ chúng ta vẫn có 38 dựa theo hợp đồng tương lai của CME vẫn nghĩ là chúng ta sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 3 các bạn đó là cuộc họp kế tiếp vào ngày 20 tháng 3 có phải là họ biết gì mà chúng ta không biết hay là không cũng có thể các bạn thôi sẽ chia sẻ một số những thông tin khác để các bạn có thể có cái trình tổng quát hơn nhưng mà ngay thời điểm bây giờ nếu nói tới là chúng ta muốn biết là chắc chắn hơn khi nào mới có giảm lãi suất thì bây giờ mọi người nghiêng về là cuộc họp vào tháng 5 các bạn ngày 1 tháng 5. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, thì ngày 1 tháng 5 chúng ta có 59.6% nghiên về là Fed sẽ giảm 0.25 và 34.2% nghĩ là Fed sẽ giảm tới 0.5 có nghĩa là cái phần này có thể là mọi người nghĩ là Fed sẽ giảm vào tháng 3 rồi sau đó giảm thêm nữa cho nên mới trở về cái mức là từ 4.75% tới 5%. Nói chung đó, thì cái các bạn cần nên hiểu là những chỉ số bây giờ nghiêng về tháng 5 sẽ là tháng mà Fed giảm lãi suất. Chúng ta phải chờ đến tháng 3 xem cái lúc đó giọng điều của chủ tịch John Powell như thế nào. Nhưng mà cuộc họp ngày hôm qua đó thì kết quả cũng rất là tốt đối với Thuận. Thì hôm nay chúng ta cũng đã thấy được là không còn nhiều những cái tin Fed liên quan tới Fed nữa. Cũng như chúng ta đã chia sẻ trong video ngày hôm qua, Thuận đã chia sẻ rất là kỹ nhưng bài nào mà chưa có xem thông tin thì có thể xem video ngày hôm qua để hiểu rõ hơn những gì mà được nói đến bởi chủ tịch John Powell. Nhưng mà hôm nay đó vừa thức dậy thôi chúng ta đã có rất nhiều những tin tức liên quan đến sa thải nhân viên các bạn đã thấy đây là cái tin tức hầu như ngày nào chúng ta cũng nghe hết các bạn. Chúng ta hôm nay lại nghe nói là Deutsche Bank đã cắt giảm tổng cộng là 3.500 việc làm các bạn và lý do tại sao tại vì họ cần phải giảm chi phí điều này diễn ra sau khi mà họ đã báo cáo lợi nhuận quý 4 là giảm 30 phần trăm và họ quyết định là sẽ cắt giảm 3.500 việc làm các bạn Thuận không biết là họ có bao nhiêu nhân viên cho nên không biết là con số này đại diện cho bao nhiêu phần trăm nhân viên của họ nhưng mà vẫn là 3.500 người sẽ mất việc làm đó các bạn đây là cộng thêm với những gì chúng ta đã nghe được trong vòng mấy ngày qua hàng loạt những công ty đã lên tiếng sa thải từ trong vòng 3 tháng qua trở lại đây các bạn và chúng ta thấy được đây không phải là công ty duy nhất ngày hôm nay chúng ta cũng có cái thông tin đến từ zoom các bạn zoom là cái công ty mà các bạn dùng để có thể các bạn họp trên mạng đó hợp trực tuyến thì các bạn thấy là Zoom đã thông báo cắt giảm 150 nhân viên nghĩa là khoảng 2% tổng số nhân viên của họ và đương nhiên cái việc là sa thải nhân viên nó nó không chỉ riêng ở trong những cái công ty thông thường mà ngay cả những công ty crypto các bạn cho dù năm ngoái là một năm rất là tốt nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nghe những cái đợt cắt giảm nhân viên và ngày hôm nay đây chúng ta có thông báo đến từ Polygon Labs các bạn và họ đã thông báo là họ sẽ sa thải 60 nhân viên nghĩa là khoảng 19% của tổng số nhân viên mà họ

cái phần trăm không hề nhỏ các bạn. Tuy nhiên họ nói là những nhân viên mà ở lại đó thì sẽ được tăng tổng giá trị thu nhập lên ít nhất là 15%. Điều này không có nghĩa là lương của họ sẽ tăng lên 15% mà đây là cái sự kết hợp với việc là tăng một phần lương căn bản cộng với lại cái số lượng đồng ma đích mà họ được hưởng. Và chúng ta cũng thấy là Polygon Ventures sau khi mà tách ra từ Polygon Labs vào cuối năm 2023 đó đã được đổi tên thành P2 Ventures và đội ngũ của Polygon ID cũng sẽ hoạt động độc lập trong những tháng tới. Nói chung đó, thì gần đây đây, cái mà chúng ta thấy là nhiều công ty đúng là họ sa thải nhân viên nhưng mà có một phần lớn sa thải nhân viên tại vì họ muốn cắt giảm chi phí tại vì họ nghĩ là năm nay sẽ là một năm mà khó khăn hơn cho nên họ cắt giảm chi phí trước để có thể có được cái lợi nhuận cần thiết giống như trong trường hợp của Polygon Labs đó, thì dựa theo những gì được chia sẻ thì các bạn thấy là họ sa thải nhân viên nhưng mà những nhân viên còn lại đó thì sẽ được tăng cái tổng giá trị thu nhập lên để có thể khuyến khích họ và có thể là họ cắt những phần mà họ cảm thấy là không cần thiết cho nên cũng không có nghĩa là những công ty này đang gặp vấn đề hay là sắp có suy thoái gì hết các bạn chúng ta không biết có suy thoái hay là không chúng ta vẫn chưa rõ là hạ cánh mềm có được thành công hay không cái đó chúng ta phải chờ thêm vài tháng nữa mới biết được nhưng mà những gì xảy ra bây giờ đó cũng không hẳn là chúng ta sẽ có một suy thoái tài chính cũng có thể là những công ty này họ lo lắng là điều đó sẽ xảy ra cho nên họ muốn là bảo tồn được lượng của họ ngày mai đó chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ và ngày mai đó cái thông tin đó thường nghĩ là sẽ rất là tốt tại vì nó phản ảnh cái tháng trước đó những gì chúng ta nói là xảy gần đây đó có thể là phải chờ đến một hai tháng sau thì nó mới phản ảnh ở trong những cái chỉ số thất nghiệp và chúng ta cũng ta thấy được là ngoại trừ những tin tức này ra đó thì có một tin tức mới đầu thường đọc nên thường cảm thấy được là cái này nó không thể là sự thật được nhưng mà đó là sự thật các bạn chúng ta thấy được là có một cái tòa nhà tòa nhà này đó là tòa nhà của Xerox ở Washington DC và vừa được bán với cái mức giá là 25 triệu đô la lần cuối cùng mà cái tòa nhà này đã được bán là vào năm 2011 các bạn nghĩa là hơn 10 năm trước và bán lúc đó với mức giá là 145 triệu đô la. Có nghĩa là người mua lại tòa nhà này đã bị lỗ 83% chưa tính những cái như là chi tiêu hay là chưa tính những cái giống như là chúng ta nói tới là làm phát. Và các bạn đã thấy là cái người mà mua mới đó thì họ dự định chuyển đổi nó thành một tòa chung cư và đây là một ví dụ về chúng ta đang chứng kiến Cái cuộc khủng hoảng bất động sản thương mại và các bạn cũng nên biết là đứng sau lưng những tòa nhà này đó là có thể có những cái ngân hàng và phần lớn là những ngân hàng nhỏ là họ cho vay bất động sản thương mại các bạn cho nên có thể là có ai đó biết gì đó cho nên họ vẫn nghĩ là Fed sẽ phải giảm lãi suất sớm tuy là ông nói là tháng 3 không có cơ hội nhưng mà bây giờ 38% mình nghĩ là sẽ có cơ hội có thể được giảm lãi suất vào tháng 3. Chúng ta phải chờ đến đó mới biết được các bạn. Nhưng mà đây là những cái thông tin mới nhất Thùng muốn mang đến cho các bạn liên quan đến tình hình kinh tế nói chung. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào Bitcoin ngày hôm nay đã thì giá đã trở lại là 43.000 đô các bạn. Nói chung đó chúng ta thấy được là giá đã có một cái sự tăng trưởng trước khi mà có thông tin của Fed ngày hôm qua. Rồi sau đó đã có một cái sự điều chỉnh xuống. Rồi sau đó chúng ta đã thấy được hôm nay đã có cái sự hồi phục trở lại. Nói chung đó khi mà zoom ra thì các bạn thấy được là giá Bitcoin thì cũng tiếp tục ở trong một phạm vi nào đó mà thôi các bạn vẫn tiếp tục là đi ngang từ cái thời điểm là ngày 26 tháng 1 có nghĩa là trong vòng khoảng một tuần qua thì giá cũng cỡ này mà thôi các bạn không có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà chúng ta cũng đã kết thúc cái tháng đầu tiên của năm 2024 với cái phần trăm lợi nhuận là một phần trăm các bạn vẫn là màu xanh tuy là xanh nhẹ nhưng vẫn là màu xanh các bạn có nghĩa là chúng ta đã có tổng cộng là 5 tháng liên tục các bạn 1, hai ba bốn năm tháng liên tục là màu xanh và chúng ta thấy được là trong lịch sử bitcoin đó thì chúng ta cũng đã từng thấy 6 tháng liên tục là màu xanh khi mà chúng ta tính năm 2020 tới năm 2021 chúng ta đã thấy được là từ tháng 10 của năm 2020 chúng ta đã thấy là màu xanh xuất hiện dài cho đến tháng 3 của năm 2021 trước khi mà có một cái sự điều chỉnh khi chúng ta nhìn vào từng tháng một các bạn và ngay bây giờ đó chúng ta đã bước qua tháng thứ sáu rồi và tháng hai khi nhìn vào lịch sử đó các bạn cái cột này tháng hai các bạn nhìn thấy được là phần lớn tháng hai ngoại trừ chúng ta có năm 2020 là tháng hai chúng ta có âm 9 phần trăm và năm 2023 là 0%, nhưng mà phần còn lại đó lịch sử từ năm 2015 tới bây giờ tháng 2 là một tháng rất là xanh các bạn. Cho nên tháng 2 cũng giống như là tháng 10 là hai tháng mà thị trường thường rất là bullish. Hãy xem coi tháng này như thế nào. Các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà tháng 2 này ra chúng ta cũng không có nhiều cái sự kiện. Chúng ta vẫn đang tiến tới cái sự kiện lớn kế tiếp đó chính là Bitcoin Haven các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến tới cái sự kiện là Ethereum Spot ETF. Rồi chúng ta thấy là tới gần cuối năm đó sẽ có có sự xôn xao liên quan tới bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà nhìn chung đó thì cả thị trường ngày hôm nay các bạn thấy cũng đã có cái sự hồi phục là 2.7%, vốn hóa một lần nữa thì vẫn hơn 1.7 nghìn tỷ và chúng ta thấy là phần lớn ngày hôm nay là màu xanh ở trên thị trường. Và chúng ta cũng đã có một cái airdrop rất là lớn các bạn. Cái airdrop này đó cái này được chia sẻ ngày hôm qua thì tổng giá trị airdrop lên tới khoảng chừng là 700 triệu đô la tôi nghĩ là hình như nó cũng đã tăng lên tới gần 1 tỷ đô la khi mà giá của Jupiter tăng lên các bạn. Nhưng mà cái tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là có một thanh niên, thanh niên này chỉ có 17 tuổi thôi các bạn thì người này cũng khá nổi tiếng từ hôm qua tới bây giờ rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ sơ đó là người này đã kiếm được 1 triệu đô la các bạn, 1 triệu đô la từ cái airdrop của Jupiter thì uh, người này đã liên tục trong vòng mấy tháng qua đã farm ở trên Jupiter, đã lên trên đó. Đây là một cái uh, dex aggregator uh, của Solana các bạn. Uh, và lên trên đó để mà giao dịch hàng ngày để tạo ra những cái giao dịch để có thể nhận được cái số lượng airdrop cao nhất có thể và các bạn thấy người này đã nói là cuối cùng đã nhận được tổng cộng trị giá là 1 triệu đô la airdrop và người này chỉ có 17 tuổi thôi các bạn. Thì Thị trường crypto đó thật sự cho chúng ta rất nhiều cơ hội các bạn và nhiều cơ hội đó cực kỳ thú vị luôn. Nói chung nên không có crypto thì không biết là có một thị trường nào có thể cho chúng ta nhiều cơ hội tới như vậy. Có một thị trường nào mà cho một người... 17 tuổi ở nhà có thể có cơ hội kiếm được 1 triệu đô la đương nhiên đây là một cái trường hợp ngoại lệ và đương nhiên người này đã cũng đã uh, cố gắng trong vòng mấy tháng qua và cũng đã thành công thì cũng xứng đáng thôi các bạn nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ đó thường không phải là người mà chuyên về airdrop và thường biết nhiều bạn thì cũng chuyên về airdrop thì sẽ hiểu hơn là thuận nhưng mà trên căn bản đó thì thuận nghĩ như thế này có một số người thì không thích airdrop có một số người cũng không thích meme coin có một số người thì cảm thấy là danh tị khi mà có người khác kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng mà cái mà thuận muốn các bạn nghĩ đến và nếu chúng ta nhìn chung vào thị trường crypto đó thì đây là những cái sự kiện tốt các bạn. Thứ nhất là những sự kiện này đó khiến cho những cái dự án khác muốn làm tương tự để mà thu hút sự chú ý. Thứ gì nữa là các bạn nên hiểu là cái số tiền này được chia sẻ cho những người mà nhận được cái airdrop này. Thì cái tiền này nó giống như là được tạo ra vậy các bạn. Và cái tiền này đó thì đương nhiên sẽ có người bán. Rồi cái số tiền đó khi mà họ bán được, số tiền đó sẽ được đi vào trong những cái đồng khác và có thể là những đồng mà bạn đang lưu trữ hiện tại. Cho nên tới cuối cùng thì lại có thêm tiền được sinh ra trong thị trường crypto này thì nó tốt chung cho tất cả các bạn cũng giống như là chúng ta đã nói tới cái thời điểm mà năm 2021 đó thì nhiều người không thích meme coin tại vì họ nói là meme coin khiến cho mạng lưới tắt nghẽn khiến cho phí cao vân vân nhất là trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà thùng đã từng chia sẻ với các bạn đó là một cách để các bạn suy nghĩ nhưng mà cách khác đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là ở trên Ethereum đó, từ khi mà chúng ta có cái chế độ burn chúng ta cũng đang nhìn thấy được là hàng năm đó đó chính là cái lúc mà chúng ta có cái EIP 1559 là vào tháng 8 năm 2021 thì từ lúc đó tới bây giờ đó mỗi một năm từ tháng 8 năm 2021 trung bình mỗi năm chúng ta đã có giảm phát cho Ethereum các bạn nghĩa là Ether thì được sinh ra hàng ngày nhưng mà các bạn thấy là cái số lượng đốt nhiều hơn là cái số lượng mà được sinh ra khi người ta tham gia một Proof Stake dẫn đến là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào thời gian gần đây trong vòng một tháng qua thì các bạn thấy được là tổng số nguồn cung của Ethereum đã giảm 0.04% nghe không phải là nhiều các bạn nhưng mà nếu như mà không có chế độ bên thì chúng ta đã thấy là có cái số lượng y tờ được sinh ra rất là nhiều và sẽ dẫn đến là càng ngày càng nhiều y tờ trên thị trường và trong vòng 504 ngày qua từ khi mà có the merge khi mà y tờ hoàn toàn chuyển sang Proof Stake thì mỗi năm chúng ta đã thấy được là cái số lượng Ether trung bình đã giảm xuống 0.21% nghĩa là càng ngày càng ít Ethereum hơn. Thì tại sao tôi nói điều này với các bạn? Tại vì khi các bạn nhìn bên dưới này thì các bạn thấy được là cái mà khiến cho nhiều Ether bị đốt đó không phải là thùng mới các bạn gợi Ether qua lại đâu mà các bạn thấy được là nhiều bạn thì trade trên Uniswap các bạn thấy được là nhiều bạn sử dụng Tether các bạn thấy được là nhiều bạn đã sử dụng Meme Coin như đến năm 2021 NFT vân vân những cái đó đều khiến cho Ether bị đốt đi thì nó tốt chung cho tất cả những ai mà đang lưu trữ Ethereum thì cũng tương tự như thế này các bạn. Đó là một cách nhìn khác các bạn có nghĩ những cái như thế này là những cái mà chúng ta sẽ thu hút thêm nhiều người tới thị trường này tại vì đây là những cái mà rất là hấp dẫn các bạn. Chừng được airdrop mà có rất nhiều tiền. Thứ nhì nữa là cái số lượng airdrop đó có thể được bán và tiền đó có thể đi vào những đồng mà các bạn đang lưu trữ và nó tốt chung cho tất cả mọi người. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn tâm sự một chút về những sự kiện như thế này và cách nhìn tổng thuận về những gì đang xảy ra. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tài liệu on chain đi thì đương nhiên chúng ta có hai dữ liệu mà nhiều bạn quan tâm. Thứ nhất là liên quan đến cái phần trăm Bitcoin có lời thì chúng ta nhìn thấy được là đương nhiên giá cả có sự hồi phục thì cái chỉ số này cũng đã tăng trở lại các bạn nhưng mà vẫn thấp hơn. Cái tay khoảng chỉ một tháng các bạn chỉ số này bây giờ là 86.89% vẫn dưới 90% hiện tại và đương nhiên 95% là cái mức mà chúng ta rất quan tâm tại vì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái dùng màu đỏ còn về chỉ số NUPL đó thì hồi nãy thùng mới vừa xem để thùng xem còn nó nằm ở đây các bạn chỉ số NUPL thì hiện bây giờ vẫn đang là nằm trong dùng màu nâu hiện tại cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua nhưng mà có một chỉ số được cập nhật các bạn Đó chính là chỉ số Minus Position Index hay là MPI Thì chúng ta đều biết chỉ số này là một chỉ số đo lường Cái tốc độ bán của thợ đào trung bình trong vòng 12 tháng qua Cao hay thấp Thì nếu như mà trên cái đường màu đỏ chấm chấm này là cao các bạn Chúng ta cũng đã biết là gần đây đó một trong những đơn vị mà liên tục bán Đó chính là những công ty đào các bạn Họ liên tục bán Bitcoin Thì chúng ta thấy họ vẫn chưa có chậm lại Họ vẫn tiếp tục bán Bitcoin Nhưng mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin thì vẫn tiếp tục giữ vững được Ở mức là 42 43 000 đô. Còn về Bitcoin spot ETF thì đã sao các bạn? Thì chúng ta cũng đã có cập nhật dòng tiền cho ngày hôm qua. Thì chúng ta đã thấy được ngày hôm qua là cái ngày thứ tư liên tục chúng ta tiếp tục có dòng tiền vào nhiều hơn là dòng tiền ra các bạn. Nghĩa là Drayscale bán những quý còn lại thu vào và họ thu vào còn nhiều hơn nữa chúng ta nhìn thấy được là đã có thêm 197 triệu đi vào trong thị trường này tính luôn cả cái số bán bởi Drayscale các bạn và nếu chúng ta nhìn vào cái volume cái khối lượng ngày hôm nay đây các bạn đã thấy ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng ta đã thấy điều gì xảy ra các bạn cuối cùng thì BlackRock đã trở thành đàn anh của thị trường này các bạn chúng ta nhìn thấy được là BlackRock, IBIT đã trở thành cái quỹ ETF Bitcoin có khối lượng nhiều nhất ngày hôm nay còn nhiều hơn cả Rayscale. Chúng ta hãy chờ xem coi là cái dòng tiền hôm nay ra sao nhưng mà Thuận có thể nói với các bạn là khả năng rất cao. Hôm nay lại tiếp tục sẽ là một ngày mà có dòng tiền dương và tôi nghĩ trong những ngày tới đây chúng ta sẽ thấy điều đó xảy ra thường xuyên. Tại vì chúng ta đều biết là những ngày mà có dòng tiền âm chỉ vì chúng ta có cái số lượng bán bởi Rayscale nhiều hơn mà thôi nhưng mà tới một lúc nào đó những ai muốn bán Grayscale Bitcoin thì họ sẽ bán Grayscale Bitcoin các bạn và tới lúc nào đó cũng sẽ phải ngừng mà thôi và chúng ta có thể đang chứng kiến điều đó xảy ra và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái thống kê đến từ hodl 15 capital đó chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng mà được tích lũy bởi BlackRock bây giờ đã lên tới là 63.488 các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày nào họ cũng tích lũy thêm hết. Chứ như chúng ta hãy nói tới trong vòng chỉ 4 ngày qua đi. Thì uh, bắt đầu từ ngày 25 các bạn, đầu tuần này là họ có 49.952 Bitcoin. Ngày kế tiếp có 52.026 Bitcoin, ngày kế tiếp là 56.629 Bitcoin. Và ngày hôm qua đã có 63.488 Bitcoin các bạn. Và tính theo giá trị hiện tại đó họ đang quản lý là 2 tỷ 7 đô la trong quỹ này và kế đó đương nhiên là Fidelity đeo các bạn đứng thứ hai quản lý 53.802 Bitcoin hiện tại ở mức là 2 tỷ 3 và ARK Invest xếp hàng thứ ba hiện bây giờ ở mức là 15.175 và chúng ta có Bitwise ở mức là 14.541 Bitcoin hiện tại và tổng số lượng Bitcoin được lưu trữ không tính scale đã lên tới mức là 161.283 Bitcoin các bạn và chúng ta nhìn thấy được là tính tới ngày hôm qua thôi đó thì cái số lượng Bitcoin dựa theo thông tin này là họ tổng cộng từ lúc khởi đầu tới bây giờ trừ ra cái số lượng bán bởi GBTC thì các bạn thấy được đã có 29.000 88 Bitcoin được nạp vào những quỹ này trừ luôn cái số lượng được bán ra từ Rayscale các bạn nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái thống kê mới hơn ngày hôm nay đó cũng đến từ Hodo 15 Capital thì đây là một cách nhìn dễ hơn các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là màu xanh lá cây trên màn hình là cái số lượng Bitcoin được nạp vào nhiều hơn là rút ra và ngược lại màu đỏ là rút ra nhiều hơn nạp vào tính luôn cả Rayscale thì các bạn có thể nhìn thấy được là càng ngày có càng nhiều Bitcoin được nạp vào các bạn cái số lượng bán ra bởi Grayscale đó không có là bao nhiêu hết các bạn Những ngày màu đỏ đó thực sự cái cột này rất là thấp những ngày mà xanh này, các bạn nhìn thấy được là nhiều khi có tới hơn 10.000 Bitcoin được nạp vào và chúng ta nhìn thấy được là tính cho đến ngày 31 đó thì chúng ta có thể thấy được là có thêm 4.477 Bitcoin được nạp vào chúng ta nhìn thấy được dựa theo cái này đó thì Thuận thấy tổng cộng những cái quỹ này họ đã thu vào tính luôn cái số lượng họ đã thu vào từ Grayscale đó thì các bạn thấy được là họ vẫn net có nghĩa là cái số lượng thu vào hơn là khoảng chừng gần 35.000 Bitcoin hiện tại để các bạn hiểu rõ hơn đó là chúng ta có thể nhìn thấy một trong những công ty đào lớn ở Hoa Kỳ chính là Core Scientific thì Core Scientific họ đã thông báo là năm 2023 đã thống kê, họ đã đào được 19.274 bịch khôi. Các bạn có thể nhìn thấy được là con số này đã không hề nhỏ mà được đào bởi công ty Core Scientific. Cho dù là chúng ta nói là họ đào con số này xong rồi họ đem lên trên sàn OTC để mà bán thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng là cái số lượng được thu từ những quỹ Bitcoin Spot ETF trong vòng 3 tuần qua đã đạt gần 35.000 BTC. Trong khi mà cả năm trời công ty Core Scientific chỉ đào được có 19.274 mà thôi. Thì đây là một trong những điều mà các bạn cần phải nghĩ đến là chúng ta đang nói tới đúng là OTC không ảnh hưởng trực tiếp với thị trường spot nhưng mà đỡ một lúc nào đó thì OTC sẽ cạn kiệt các bạn Chúng ta chưa thấy điều đó xảy ra Tại vì chúng ta thấy là Drayscale có liên tục bán Họ cung cấp thêm cái tính thanh khoản cho OTC Nhưng mà tới khi mà Drayscale đã cạn kiệt rồi đó Thì các bạn có nghĩ đi Những người mà cung cấp tính thanh khoản cho OTC đó Những người như là Core Scientific các bạn Những công ty đó Cái số lượng mà họ cung cấp có đủ để bán cho những công ty trên phố Wall hay là không và khi mà không còn nữa thì sao các bạn OTC phải tìm cách để mà kiếm thêm và tới một ngày nào đó họ vẫn phải sẽ động đến thị trường spot các bạn và ngày đó sẽ đến mà thôi có thể đến nhanh hơn là chúng ta nghĩ nhưng mà những gì chúng ta nói đến trong vòng 3 tuần qua thì vẫn đang xảy ra hàng ngày không có gì khác so với nhận định của chúng ta liên quan tới ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và một điều thú vị nữa ngày hôm nay đó chúng ta có cái thông tin đến từ Valkyrie đây cũng là một công ty mà đang có quỹ bình transport ETF hiện tại và họ đã đệ đơn để có thể đa dạng hóa lưu trữ. Thuần không biết là họ đa dạng hóa hay là họ chuyển hết qua bên Bitgo. thường chưa có rõ tại vì Thuận chưa có thời gian để mà đọc uh, kỹ những thông tin các bạn. Nhưng mà dựa theo bài viết này đó, thì chúng ta thấy được là họ cũng đã đệ đơn để có thêm một công ty lưu trữ nữa là Bitgo và có thể họ sẽ đa dạng hóa cả hai. Chúng ta cũng biết là một trong những rủi ro đó chính là Coinbase trở thành công ty mà lưu trữ hết số lượng Bitcoin này và lỡ như Coinbase gặp vấn đề gì thì sao các bạn? Thì cái số lượng tiền bảo hiểm sẽ không đủ để mà trả. Thì đó là cái rủi ro. Và một trong những giải pháp đó chính là những công ty này họ cần phải đa dạng hóa. Thì Valkyrie đã là công ty dẫn đầu trong cái phong trào này. Không biết là BlackRock và Dell đều có đi theo hay là không. Nhưng mà cũng hy vọng họ sẽ đi theo các bạn để chúng ta đỡ lo hơn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được uh, có một cái thông tin được chia sẻ bởi Invest Answers thì cái này nó thuộc về giống như là thuyết âm mưu hơn tại vì nhiều bạn rất thích thuyết âm mưu liên quan đến full war thì nếu các bạn nghĩ là full war ngoại trừ việc là họ có thể lấy được cái phần trăm hàng năm khi mà bảo quản cái số tiền và nó có thể đòi rất là lớn các bạn khi mà họ bảo quản lên tới là 10 tỷ đi các bạn thấy được là trong vòng chỉ có 3 tuần trading thôi thì họ đã bảo quản lên tới chúng ta nói tới BlackRock là gần 3 tỷ rồi thì Ngoài cho việc là họ lấy một phần Của cái phí quản lý đó Thì họ còn có thể kiếm được lợi nhuận từ đâu Thì các bạn nhìn thấy được Answer đã nhìn vào chúng ta thấy được đây chỉ là tính trong vòng vài ngày mà thôi nó cũng không có đủ để nói lên tất cả nhưng mà có một điều thú vị đó là invest answer nói là chúng ta cứ để ý đi lúc mà thị trường chứng khoán đang hoạt động đó thì chúng ta lại nhìn thấy được lúc đó thường là chúng ta thấy giá bịch hồi lại có cái sự hồi phục hay là tăng trưởng và nó xảy ra rất nhiều lần nhưng mà ngược lại đó những lúc mà thị trường chứng khoán không hoạt động có nghĩa là sau một giờ chiều tại cali và cuối tuần thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái khung mà màu xanh trên màn hình á, thì chúng ta đã thấy được là đó là những lúc mà những công ty forward họ sẽ dùng tiền để mà mua Bitcoin và những lúc đó lại là những lúc mà chúng ta thấy giá Bitcoin giảm xuống. Tại vì sao vậy? Có phải tại vì công ty forward là một cách nào đó để mà đẩy giá bitcoin xuống thấp lúc mà thị trường đóng cửa hay không để họ có thể mua ở mức thấp. Các bạn đã nhớ là những cái nhà đầu tư thì lúc mà họ mua cổ phần là lúc đó giá đang giao dịch là mức cao nhưng mà sau khi đóng cửa đó thì số tiền đó sẽ được dùng để mà mua bitcoin và nếu như họ mua được với giá thấp thì các bạn thấy được là khi mà mở cửa thì sẽ được điều chỉnh lại và họ sẽ ăn cái phần trên lợi đó. Không biết cái này có thật hay là không các bạn nhưng mà cũng chưa đủ tài liệu để mà nói đây là sự thật hay gì hết. Đây chỉ là một cái giả thuyết được chia sẻ bên Best Answer mà thôi các bạn nhưng mà nói chung đó thì Yeah. chúng ta thấy là phố Wall ngày càng tích lũy càng nhiều càng nhiều Bitcoin thì họ tích lũy một lúc nào đó thì cũng sẽ bán các bạn tại vì họ cũng giống như là chúng ta những khách hàng của họ khi mà mua và thấy giá lên sẽ chốt lời và khi mà có nhiều người chốt lời mà ít người mua hơn thì nghĩa là họ sẽ phải bán Bitcoin các bạn và nếu như mà chúng ta dùng một cái logic là khi họ mua một lúc nào đó họ sẽ áp lực mua quá lớn khiến cho là không đủ Bitcoin trên sàn OTC và ngược lại nếu họ bán quá lớn cũng sẽ không có đủ cái lực mua trên sàn OTC sẽ dẫn đến là họ sẽ bị đâm trên thị trường spot. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà đó là không phải là điều mà mình thường quan tâm đến ngay bây giờ rồi các bạn. Bây giờ là thời điểm mà họ tích lũy. Cái này chỉ mới bắt đầu mà thôi và các bạn thấy được là nếu chúng ta có thể giữ được giá và tiếp tục có sự tăng trưởng, nhất là khi mà chúng ta nghĩ đến là giá Bitcoin một ngày nào đó sẽ phá đỉnh cũ lập đỉnh mới thì lúc đó có sự FOMO như thế nào các bạn? Trước khi mà chúng ta nghĩ đến một ngày nào đó những người đầu tư trên Infowars sẽ đâm lên trên thị trường thì chúng ta phải nghĩ đến là cái sự tích lũy Bitcoin phải kinh khủng như thế nào thì sau này họ mới đâm nhiều như vậy được. Cho nên có lo lắng hay không đương nhiên đây là một điều mà chúng ta sẽ nói tới sau này nhưng mà hiện bây giờ đối với thuận hy vọng là chúng ta không phải lo lắng hiện bây giờ các bạn hy vọng là giá vẫn tốt chúng ta vẫn tiếp tục thấy là những công ty wall họ sẽ tiếp tục có thêm nhiều người đi vào trong thị trường này sẽ dẫn đến là họ sẽ tiếp tục thu mua bitcoin các bạn và chúng ta tiếp tục thấy hiện tượng này xảy ra trong một thời gian dài trước khi mà chúng ta nghĩ đến việc một ngày nào đó những nhà đầu tư wall sẽ chốt lời đó là con dao hai lưỡi các bạn thì chuyện này nó sẽ sôi động hơn và dài hạn sẽ có nhiều vốn hóa hơn tại vì nhiều người đi vào thì đương nhiên nhiều người sẽ rời khỏi nhưng mà chúng ta sẽ có thêm HODL đến từ forward sau này các bạn thì dài hạn nó sẽ tốt cho Bitcoin nhưng mà có những nhận định là bây giờ đã có những quỹ Bitcoin Smart ETF Bitcoin sẽ không còn cái sự giảm giá giống như mùa đông crypto là giảm phần 80% các bạn thuận đi không có chắc đâu Các bạn nào mà theo dõi thị trường chứng khoán cũng đã biết chúng ta nói tới những cái cổ phiếu lớn như là Netflix chúng ta nói tới là hôm qua thôi à, đã có cái community bank của New York các bạn đã thấy đã giảm 40% trong một ngày thì chưa chắc đâu các bạn cái sự buy cái sự FOMO của phố rất lớn nhưng mà cái sự lo lắng và đâm của phố cũng rất là lớn các bạn không có kém gì đâu nhưng mà dài hạn nó sẽ tốt cho nên đó là điều mà chúng ta muốn thấy còn về chúng ta có nên lo lắng bây giờ hay không đó, thì hy vọng chúng ta chưa cần phải lo lắng các bạn thôi thì chưa lo lắng bây giờ cái gì có cũng có cái khả năng hết các bạn Nhưng mà cái khung thời gian rất là quan trọng Quan trọng là khung thời gian thế nào Giống như một ngày nào đó, đó Trái đất sẽ bị hủy diệt các bạn Nhưng mà Thuận không có thức gì hàng ngày Lo lắng vì điều đó Tại vì cái khung thời gian của Thuận Nó ngắn hơn sự kiện đó rất là nhiều Và cái này cũng tương tự Trong mấy khung thời gian một năm tới đây Có thể chúng ta chưa cần phải lo lắng nhiều và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ đến từ Ark Invest các bạn cũng khá là thú vị. À, tôi biết cái hình này nó khá là mờ nhưng mà tôi sẽ cố gắng giải thích để các bạn hiểu. Thì Ark Invest cũng giống như là nhiều công ty, giống như chúng ta nói tới là công ty Galaxy. Thì họ luôn tính toán xem coi là một cái danh mục đầu tư thì tối ưu hóa về Bitcoin là bao nhiêu phần trăm. Đương nhiên nhiều bạn trong thời này nói là chúng ta cứ 100% Bitcoin đi tại Bitcoin có lời quá trời trong vòng bao nhiêu năm qua thì có là đúng các bạn nhưng mà đó là đầu tư dài hạn và nó không có phù hợp với tất cả mọi người giống như là là Thuần thì lưu trữ các bạn đã biết là hơn 60% là crypto rồi nhưng mà thuần có thể chấp nhận được tại vì thuần đã quen rồi các bạn 7 năm qua thì thuần cũng đã quen với cái sự lên xuống rồi nhưng mà đối với một người mà gần về hưu cam <laughs> ra các bạn kêu họ để một trăm phần trăm bitcoin được các bạn thấy được là nếu như mà bitcoin giảm 50% phần trăm thì thường nghĩ là họ có thể ra đi sớm <laughs> tại vì họ không chịu nổi cho nên không có ai cũng phù hợp đầu tư nhiều vào Bitcoin và khi chúng ta nói tới tối ưu hóa nghĩa là chúng ta nói tới những cái chỉ số như là sharp ratio nghĩa là cái phần trăm lợi nhuận so với lại cái rủi ro mà giảm xuống là bao nhiêu thì nó mới hợp lý thì chúng ta khi được là thường nó có những cái phần trăm đưa ra là từ 3 tới 5 phần trăm là hợp lý có nghĩa là một người bình thường họ có thể đa dạng hóa vào Bitcoin 3 tới 5 phần trăm thì cho dù là Bitcoin giảm 80 phần trăm đi nữa giống như năm 2022 đó thì đối với họ nhìn tổng cái danh mục họ cũng không có cảm nhận gì hết tại vì các bạn thấy đó là một phần nhỏ của danh mục của họ mà thôi nhưng mà ngược lại khi Bitcoin tăng đó thì 5% đó có thể trở thành 10% hay là 15% là một phần đáng kể cho nên đó là một cái sự tối ưu hóa thì dựa theo ARK Invest thì họ nghĩ là tối ưu hóa Bitcoin là lên tới 19.4% cho năm ngoái đương như cái này là nhìn ngược về năm ngoái các bạn họ đã biết kết quả rồi nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái điều thú vị là khi chúng ta nhìn vào những năm trước đó đó giống như là chúng ta uh, nói tới là cái tỷ lệ phân bổ vào năm 2015 là chỉ 0.5% mà thôi tại vì lúc đó giá bình không dao động nhiều hơn và 6.2% vào năm 2022 nhưng mà tới năm 2023 đã là 19.4% rồi có nghĩa là nếu như bạn phân bổ ít hơn cái tỷ lệ này dựa theo ARK á, thì bạn không tối ưu hóa được lợi nhuận nhưng nếu bạn phân bổ nhiều hơn thì bạn chấp nhận rủi ro nhiều hơn là cần thiết và điều thú vị hơn đó là các bạn thấy uh, họ kêu gọi đầu tư vào 19.4% Bitcoin vàng là 40.7% chúng ta thấy được là hàng hóa khác cái nghĩa là phần lớn chúng ta nói tới là những cái giống như là bạc hay là những cái hàng hóa khác là 9.6% không có phần trăm nào vào trái phiếu hết tại vì các bạn thấy là trái phiếu đó thì có thể là giảm giá tại vì khi mà lãi suất tăng thì trái phiếu giảm xuống và chúng ta nói tới cổ phiếu là 30.3% thì đây là cái tối ưu hóa năm vừa rồi của Akinbass khá là thú vị các bạn Ngoài trừ những tin tức này ra chúng ta cũng có một số tin tức cũng rất là tốt các bạn Và cũng có một số tin tức nó không tốt và cũng không xấu Nhưng mà chúng ta cũng có một vài tin tức phết Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới một tin tức tốt đi các bạn Đây là một ngân hàng lớn thứ hai của Đức Đó chính là Digibank. Bank Thì ngân hàng này họ đã thông báo là dự định triển khai thử nghiệm giao dịch crypto vào cuối năm nay à, Các bạn thấy được là có một cái hiệp hội kiểm toán Và tư vấn cho hơn 2.500 tổ chức ở Đức Có tên là Genova Bank thì họ nói là 50% mà ngân hàng họ tư vấn đó đã có ý định là muốn cung cấp giải pháp giao dịch crypto cho khách hàng của mình các bạn thấy được là ở châu Âu đây thì Đức là một trong những quốc gia mà hầu như dẫn đầu trong việc là cung cấp dịch vụ crypto các bạn nhất là đến từ những cái công ty truyền thống và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Genesis Landing các bạn các bạn đã biết đây là công ty con của công ty DCG và công ty này đã khai bởi bị phá sản tại vì trước đây đã họ cung cấp dịch vụ cho nhiều công ty khác nhau họ không phải là một công ty mà các bạn có thể là mở một cái account nhưng mà nhiều người thì bị dính vào cái vụ này tại vì Genesis là công ty mà trả tiền lời cho sản phẩm Gemini của sàn Gemini rồi sau đó nhiều người bị giam tiền trở lại đấy các bạn thì Genesis họ đã có một cái thỏa thuận với SEC để mà kết thúc vụ kiện dân sự tại vì SEC đã kiện là công ty Genesis này vi phạm các quy tắc chứng khoán thông qua chương trình trả lời Gemini ơn thì các bạn thấy được Genesis đã khai bởi phá sản rồi tại vì cũng giống như là những cái công ty như là chúng ta nói tới là BlockFi chúng ta nói tới Voyager những công ty đó cũng như là Genesis cho các bạn thấy được là cũng gặp phải nhiều những cái sự kiện giống như là chúng ta thấy là họ cho Three Heroes Capital vay rồi sau đó công ty 3 sập sụp đổ dẫn đến những công ty này sụp đổ theo nhưng mà đây cũng là một kết quả tốt các bạn tại vì cái thỏa thuận này với SEC đó thì họ sẽ đóng phạt 21 triệu đô la nhưng mà cái tiền phạt này đó chỉ đóng khi nào mà họ đã trả hết tiền cho các chủ nợ tại vì hiện bây giờ đó vẫn có những chủ nợ họ cần Genesis trả tiền khi nào mà trả hết cho những chủ nợ rồi đó thì nếu còn dư tiền thì mới đóng phạt cho SEC thì coi như đây cũng là một cái sự thành công các bạn tại vì nhiều người nghĩ là có thể là SEC là đơn vị của chính phủ thì sẽ được ưu tiên sẽ được trả tiền trước rồi có phần còn lại mới trả cho những cái chủ nợ như nạn nhân nhưng mà bây giờ đó là không phải các bạn họ sẽ trả cho những chủ nợ trước rồi phần còn lại mới trả cho SEC thì coi như cũng là một cái sự thành công trong cái vụ việc này các bạn một cái sự kiện xấu nhưng mà ít ra đây cũng là một cái tin tức coi như là tốt các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ một công ty khác nữa cũng đã khai bởi bị phá sản vì họ cũng đã bị thua lỗ và không thể tiếp tục trả tiền lời đó chính là Celsius các bạn thì Celsius ngày hôm nay cũng đã có thông báo là họ sẽ bắt đầu trả tiền cho nạn nhân tổng cộng đó họ nói là họ còn tài sản để mà trả trở lại cho nạn nhân là khoảng 3 tỷ đô la và những nạn nhân có thể nhận được cái phần trả này thông qua PayPal hay là Coinbase thì coi như chuyện này chấm dứt rồi các bạn sau khoảng chừng hơn một năm thì tới cuối cùng chúng ta thấy được là sau sự cũng đã đến hồi kết rồi những nạn nhân đáng thế ghi nhận lại được khoảng 26% cái số crypto họ có mà thôi nghĩa là sẽ mất 74% đó là cái số tiền còn lại. cộng với là như nạn nhân sẽ nhận được một phần cổ phần trong công ty đào mới gọi là Ionic Digital các bạn. Tại vì cái phần mà đào Bitcoin đó tại vì công ty Celsius ngoài việc là họ cung cấp những cái dịch vụ như là trả lời gửi tiền trả lời ra đó, thì họ cũng có một cái dịch vụ đào Bitcoin và dịch vụ đó đã bán lại cho một công ty các bạn và công ty đó đó là công ty Ionic Digital. Thì cái số còn lại sẽ được trả bằng cổ phần không biết cổ phần đã đáng giá bao nhiêu nhưng mà đó là cái kết thúc của cái này các bạn Nói chung ra thì tới cuối cùng Cũng là một bài học rất là lớn các bạn Từ giữ crypto là giải pháp tối ưu nhất Các bạn hãy nhớ là phần lớn những công ty này sụp đổ đó là vào khoảng chừng hè của năm 2022 Nhưng mà trước đó sau khi mà chúng ta có cái dự Luna USD đó hồi tháng 3 thường đã chia sẻ với các bạn là Thùng sẽ bắt đầu rút hết tiền ra khỏi Celsius, ra khỏi BlockFi và đáng tiếc là 3 tháng sau các bạn thấy những công ty này đã sụp đổ và Thùng đã chia sẻ rất nhiều trên uh, những mạng xã hội và trên channel này các bạn. Và Thùng cũng đã nói với các bạn Thùng sẽ không tin tưởng bất cứ công ty nào nữa sau cái vụ việc của Luna USD vào hồi tháng 3. Và Thùng cũng may mắn là không có dính vào cái dự USD và Luna và Thùng cũng đã rút ra 3 tháng trước những sự kiện này. Nhưng mà đáng tiếc các bạn, đáng tiếc là bạn bè của Thuận đó thì cũng gửi tiền và phần lớn gửi vào Celsius và đương nhiên họ không có nói tiếng Việt cho nên họ cũng không có xem channel này các bạn và Thuận cũng quên nói với họ luôn và đáng tiếc là sau khi sụp đổ đó thì họ nhắn tin hỏi Thuận là có biết chuyện gì xảy ra hay chưa và Thuận nói là ủa sao vẫn còn để tiền trên Celsius Thuận đã rút cái đó 3 tháng rồi wow các bạn cũng hơi ấy nấy nhưng mà biết nói gì hơn họ chỉ có thể học tiếng Việt mà thôi <laughs> Rồi chúng ta cũng có một số những thông tin phết các bạn và một lần nữa chúng ta đã thấy những thông tin phết liên quan tới đạo bitcoin trước hết chúng ta thấy được ngày hôm qua đó thì có những cái thông tin được chia sẻ như các bạn nhìn trên màn hình thì tóm lại cái này là gì các bạn cái này đó là một cái thông báo đến từ chính quyền của Joe biden ông đã ban hành lệnh thu thập dữ liệu khẩn cấp nhằm xác định cái mức sử dụng điện của ngành đào bitcoin ở mỹ thì như bạn cũng sẽ hỏi là ủa tại sao cần phải thu thập thông tin này chỉ cần lấy tài liệu từ những cái công ty điện là được thì có thể là họ cũng đã lấy một phần từ đó nhưng mà có thể là một phần tại vì à, không có sử dụng điện một cách à, bình thường các bạn nghĩa là sử dụng những cái điện tái tạo đó thì đương nhiên cần phải cung cấp cái thông tin đó và các bạn thấy là đối với lại cái lĩnh này thì những công ty đào nào mà không tuân thủ cung cấp thông tin thì có nguy cơ bị phạt lên tới là hơn 10.000 đô mỗi ngày khi mà họ không phản hồi và chúng ta cũng có một cái thông tin tương tự được chia sẻ bởi châu Âu các bạn thì hôm nay đó là từ Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu và họ đã đề xuất lại gắn nhãn đào Bitcoin lại gây hại cho môi trường, lãng phí năng lượng và lỗi thời và họ muốn trao quyền cho Ngân hàng Trung ương châu Âu để mà xây dựng các quy tắc đầu tư liên quan tới bảo vệ môi trường xung quanh việc đầu tư vào Bitcoin các bạn từ các tổ chức như là họ muốn hạn chế số tiền và Bitcoin. Hôm qua là đến từ chính quyền của Joe Biden các bạn ngày hôm nay là đến từ châu Âu gần như là đây là một cuộc tấn công mà hai bên thông thường trước các bạn hai ngày liên tục chúng ta nghe những thông tin tương tự và các bạn đã biết năm nay đã là năm 2024 rồi, thân tưởng chúng ta đã qua được cái giai đoạn này rồi. Từ năm 2017 đó, chúng ta đã nghe là đào Bitcoin sẽ lấy hết năng lượng của thế giới vào năm 2020. Đó là cái bài viết nổi tiếng của New các bạn vào tháng 12 năm 2017. Họ nói là tới năm 2020, nếu như mà vẫn còn đào Bitcoin đó thì sẽ lấy hết năng lượng thế giới. Chúng ta vẫn tiếp tục đào bây giờ năm 2024 rồi và cái số lượng năng lượng sử dụng đã cao hơn nhiều so với năm 2020 và thông nghĩ chúng ta vẫn còn điện để mà sử dụng các bạn và chúng ta cũng đã biết là Hoa Kỳ là nơi mà đào bịt khôi lớn nhất thế giới hiện tại và tôi không nhớ là nhà mình bị cúp điện vì người ta đào Bitcoin khôi các bạn và cái vấn đề này cũng như là cái vấn đề liên quan tới Bitcoin dùng cho những việc phạm pháp chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này rồi Thuận cũng không muốn lặp lại các bạn tại vì nó cũng khá là nhàm chán Tối với những bài nào mà mới đó thì Thuận chỉ có thể chia sẻ như thế này Đã có rất nhiều nghiên cứu và giải thích các hiểu lầm về đào Bitcoin sử dụng năng lượng ra sao Thực thật đó thì đào Bitcoin rất tốn điện nhưng mà quan trọng là Thứ nhất điện nó đến từ đâu đến từ năng lượng bình thường hay năng lượng thiên nhiên từ mặt trời từ gió từ thủy điện từ núi lửa giống như ở el salvador thứ hai là nếu như mà không đào bitcoin thì năng lượng đó ai đang sử dụng, ai sử dụng hay là không. Thứ ba là tiền điện thu được từ các công ty đào Bitcoin đã giúp củng cố cơ sở hạ tầng cho những nơi đó như thế nào. Đáng tiếc đó là không ai cũng tìm hiểu các bạn. Bên dưới đó là một số các nghiên cứu từ các trường đại học và công ty lần danh về lợi ích của đào Bitcoin như thế nào và vai trò của đào Bitcoin trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Và tôi thường chia sẻ một vài những cái thông tin Nhắn gọn với các bạn. Các bạn thấy được đây là cái nghiên cứu đến từ Cornell University các bạn. Và họ cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về đạo Bitcoin và họ cũng đã đưa ra nhận định là đạo Bitcoin hoàn toàn có thể thúc đẩy cái sự phát triển của năng lượng tái tạo. Điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn. Tại vì những công ty đào họ là những công ty để kiếm lợi nhuận các bạn. Họ đâu có phải là muốn sử dụng một đống điện rồi chả một đống tiền rồi các bạn. Họ muốn sử dụng cái nguồn điện mà nó tốt nhất, tiện lợi nhất và rẻ nhất có thể. Cho nên họ sẽ luôn tìm những cách để mà đạt được điều đó như là cần phải phát triển năng lượng tái tạo và ngành Bitcoin có thể là ngành mà sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo đi một bước rất là xa. Cũng giống như những bài nào mà đã sử dụng Internet nhiều năm trước, cách đây khoảng chừng 30 năm nữa các bạn. Các bạn có biết là ngành nào khiến cho Internet phát triển nhanh hay không? đó chính là ngành xem phim người lớn đó các bạn tại vì rất nhiều người có nhu cầu đó họ muốn xem phim rồi họ không muốn là ngồi đã chờ tải phim về tốn cả tí đồng hồ rồi hay là họ xem trực tuyến thì các bạn thực là bị buffer rồi không có xem được cho nên vì những nhu cầu đó dẫn đến là có cái sự phát triển của internet các bạn đó là sự thật thì cũng tương tự như vậy mà thôi chúng ta cũng thấy được đây là một cái bài được chia sẻ bởi the Texas Tribune và đây là một cái bài để chủ yếu nói là các bạn có biết là đối với những nơi mà chào đón đào Bitcoin đó thì thường những nơi đó họ có rất nhiều năng lượng dư các bạn. Chứ không phải là Bitcoin đào rồi họ lấy năng lượng của người dân đâu. Tại vì rất nhiều nơi đó người dân thư thớt có nhiều năng lượng dư và năng lượng đó nếu mà không xài đó sẽ bị lãng phí. Cho nên đào Bitcoin là một cách để chuyển đổi năng lượng đó thành một cái gì đó có thể lưu trữ được Tại vì lưu trữ năng lượng thì không dễ Nhưng mà lưu trữ Bitcoin thì dễ hơn nhiều Cho nên đào Bitcoin là một cách nghĩ khác là các bạn tích lũy năng lượng bằng cách đổi năng lượng mà không có xài thành Bitcoin và những nơi đó đó được rất nhiều những cái lợi ích cho bạn thứ nhất là các bạn thấy là những công ty đào này có mướn người thứ hai nữa là họ trả tiền điện tiền điện đó ní mà không có những công ty này xài cũng không ai xài hết các bạn và ngay cả những nơi mà có dân cư đông đúc như là ở Texas ra một số à, những cái thành phố mà có nhiều dân đó thì những lúc mà cần điện thì những công ty đào này họ sẽ không đào thì tại sao lại không đào tại vì các bạn thấy được là lúc mà không ai sử dụng hết điện thì những điện nó được sử dụng bởi những công ty đào thì những công ty đào này nó sẽ trả tiền điện cho cái nơi mà phát điện thì khi mà cần điện thì nơi phát điện sẽ trả lại một phần cả hai đều được lợi các bạn chứ nếu không thì cũng không có cái số tiền đó cho nên đó là cái hoạt động của những cái công ty đào này và những nơi mà họ đến thì các bạn thấy được là họ cung cấp tiền thuế rồi họ cung cấp tiền điện dẫn đến là củng cố cơ sở hạ tầng cho những nơi này các bạn nó tốt cho cả hai chứ không phải là như nhiều người nói. Chứ nếu không đó, thì làm gì có chuyện mà nhiều tiểu bang chào đón những công ty đào này các bạn. Tại vì mang đến rất nhiều lợi nhuận và phát triển rất là nhiều về cơ sở hạ tầng. Và các bạn thấy được là ngay KPMG cũng đã viết một cái bài nghiên cứu chi tiết hơn về vai trò của Bitcoin về việc là phát triển năng lượng tái tạo và nói tới Bitcoin đó thì các bạn thấy tại vì cái tốc độ đào Bitcoin không khai cho nên nhiều người có thể ước tính được là họ sử dụng bao nhiêu điện không giống như, như là nhiều cái khác các bạn như thường hỏi các bạn là TV sẽ bao nhiêu điện các bạn làm sao tính được rất là khó nếu mà tính hay là nói là computer các bạn sử dụng bao nhiêu điện thì làm sao mà biết được máy vi tính sẽ bao nhiêu điện trên thế giới này nhưng mà Bitcoin đó thì có thể tính được tại vì nó công khai hơn cái gì công khai thì dễ bị tấn công và Bitcoin là một cái công khai các bạn nhưng mà khi mà so sánh á, thì các bạn thấy được là ở Cambridge trường đại học Cambridge họ cũng đã so sánh năng lượng dùng để đào Bitcoin và đào vàng đó thì các bạn thấy được là đào Bitcoin vẫn cao hơn nhưng mà các bạn thấy được là không phải là cao nhiều lắm so với vàng là 131 terawatt mỗi năm trong khi đào bitcoin là 161 trăm theo mỗi năm nhưng mà đào vàng có sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hay là không cái đó thì tôi không biết các bạn nhưng mà đào bitcoin thì sử dụng rất nhiều năng lượng tái tạo và chúng ta có thể nói được là đào bitcoin có hợp lý hay không đạo bitcoin có tạo ra được giá trị gì hay không thì giá trị là tùy theo mỗi người mà thôi chính như thường hỏi các bạn là các bạn chơi game có giá trị gì hay không thì đương nhiên mỗi người thì có mỗi một cách nhìn về giá trị các bạn có thể thấy là chơi game rất có giá trị cho nên các bạn sử dụng điện để mà chơi game hàng ngày cái đó là quyền của mỗi người nhưng mà điện nó có miễn phí đâu các bạn miễn là có ai cung cấp điện thì mình trả tiền điện thôi cái đó là quyền của mỗi người và mình cảm thấy có giá trị thì mình sẽ trả tiền điện để làm cái đó cũng giống như là đạo khôi mà thôi các bạn có biết là cái ngành mà chơi game điện tử đó thì ước tính cái này ước tính mà thôi tại vì rất khó các bạn nhưng mà ước tính tới cuối năm ngoái đó là sử dụng từ 210 tới 285 terawatt mỗi năm các bạn nó còn nhiều hơn cả dùng để mà đào Bitcoin nữa Có đáng hay không thì đó là tùy theo mọi người mà thôi Hay là chúng ta nói đến là à, Sử dụng điện để à, có thể thắp sáng Những cái đèn Noel thì như thế nào các bạn Các bạn có biết là ước tính Là chỉ tính tháng 12 thôi Và tính Hoa Kỳ thôi các bạn Tính một quốc gia và chỉ tính một tháng duy nhất thôi Thì ở Hoa Kỳ đã sử dụng là 663 terawatt Mỗi một giờ Thì các bạn phải nhân cái đó lên 12 tháng Nếu các bạn muốn so sánh với Bitcoin Và các bạn phải nhân cái đó lên cho toàn thế giới Thì cái con số nó cũng không hề nhỏ đâu các bạn Có đáng hay không khi mà chúng ta tốn nhiều điện để mà thắp sáng đèn Noel thì cứ đó là quyết định của mỗi người. Một lần nữa, đáng hay không là do mỗi người quyết định. Và một lần nữa, điện không miễn phí. Có nhu cầu thì sẽ có cái người cung cấp và mình trả từng điện mà thôi. Và chúng ta cũng có một cái thống kê, các bạn thống kê này đã, cũng đã cách đây 6 tháng rồi. Thường vẫn chờ thống kê mới hơn. À, các bạn đã thấy uh, Bitcoin Mining Council, đây là cái hiệp hội đạo Bitcoin được thành lập bởi Michael Saylor. Thì họ cũng đã thống kê cho chúng ta nhìn thấy được là trên thế giới này nếu tính tất cả hội đào thì có thể là chúng ta đang chứng kiến khoảng chừng là gần 60% năng lượng đào bịt khôi là đến từ năng lượng tái tạo chứ không phải là đến từ điện bình thường. Thì đó là phần lớn hiện tại đó là cái thống kê đến từ Bitcoin Mining Council các bạn Chúng ta còn vài thông tin nữa Thùng muốn chia sẻ nhanh chóng với các bạn Tại vì video cũng khá là dài rồi Thì chúng ta có một cái thông tin đang được nói đến Đó chính là tổng thống của Argentina Tổng thống mới là Javier Mele các bạn Thì ông cũng đang tìm cách để mà cải tiến kinh tế của Argentina Thì ở trong một cái đề xuất cải tiến đó, Trong đó có một phần là ông muốn đánh thuế crypto Nhưng mà để có thể là thông qua nhanh hơn đó, Thì cuối cùng tổng thống Javier Milei cũng đã bỏ phần đó. Có nghĩa là bây giờ đã thuế crypto ra sao ở Argentina thì vẫn chưa có rõ hiện tại. Nhưng mà nhiều người vẫn cho đây là một điều tốt. Ông nên thả lỏng hơn và không có đánh thuế tiếp tục hiện tại. Điều kế tiếp được chia sẻ đó chính là liên quan tới Binance các bạn. Thì cho dù Binance gặp nhiều sóng gió của năm vừa rồi nhưng mà thống kê đó các bạn thấy được là tuy từ đầu năm là Binance chiếm tổng cộng là 63.5% của tổng số thị phần tới cuối năm Binance sẽ còn có 43.17% mà thôi nhưng mà thứ nhất so với lại những đối thủ khác đó các bạn đã thấy là thống kê từ con cho thấy những đối thủ khác chỉ là khoảng chừng 14-15% của tổng số thị phần mà thôi thì Binance tuy đã giảm thị phần nhưng mà vẫn là vua trong thị trường này và khi mà nói tới volume thì đương nhiên là vua rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được ở tháng 12 volume của Binance là 427 tỷ đã tăng 37.5% so với tháng trước đó và tổng cái số lượng volume năm 2023 là 3.8 nghìn tỷ như là chiếm 52.6% của tất cả volume trên thị trường một con số rất là lớn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nghe được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.